Cô nói đi, ai kêu cô làm chuyện đó? Nếu không á, tôi đưa cô lên công an, thưa cô về tội vu khống đó. Nói. Thôi mà, anh tha cho tôi đi nha. Tại tiệm tôi ế quá, cho nên là tôi mới nhận tiền của người ta thôi à. Cô Bích à, cô đưa cho tôi thêm tiền đi. Tiền gì nữa? Đòi thêm tiền vụ phá ông Bằng với bà Thảo chứ gì. Nè, tôi với cô đã thỏa thuận đàng hoàng rồi. Tôi cũng đã trả tiền cho cô đầy đủ rồi. Số tiền chị đưa cho tôi có đáng là bao nhiêu? Nếu tôi lộ chuyện này ra, không phải là chị chết chắc sao? Nè, cô đừng có tham quá. Mấy lần trước tôi thuê những người kia, ai cũng làm ăn đàng hoàng. Còn cô, nè, cô có đi nói cô không ai tin cô đâu, ha? Đó, mấy người nghe rõ hết chưa? Cô nói cái gì? Hả? À, Nguyễn Cái! Chị gì mày chị dám hai? Kêu người khác tụi tao hả? Chị hai, hiểu lầm là gì? Bọn họ vu khống cho em thôi chứ làm sao em làm hại chị hai được? Cô Hồng đã mở loa ngoài rồi, tụi tôi nghe hết, cô đừng có chối nữa. Mấy lần trước anh Bình với anh Tân cũng tương tự như anh Bằng, có phải cô cũng cho người hãm hại người ta không? Em không có. Mày đừng có chối. Mày đừng có chối. Mày đừng có chối. Mày đừng có chối. Mày mưu mô từ đó tới giờ rồi. Mày dám phá tao hả? Mày muốn tao ở giá suốt đời. Tao không lấy chồng, tất cả tài sản mới để lại sẽ thuộc về mày hả? Được thâm độc, tao sẽ kể hết cho mọi người nghe chuyện của mày. Chị hai, buông ra. Em không có làm đâu mà chị. Chị ơi.